À, nấu đậu phụ. À, mình đâu nấu cái đầu này đúng không? Chờ tí nha. Vi ăn giỏi nhỉ? Hai đĩa rồi đấy. Không lấy nước cho Vi uống nha. Thank you.
cái gì mà lấy chảo? Vịt nấu cái gì? Hả? Muốn nấu gì mà lấy chảo? Lấy chảo làm gì? Vịt nấu gì? À, muốn nấu đậu phụ. À, muốn nấu cái đầu này đúng không? À đi. Tại sao tự nhiên muốn ăn vậy? Giờ này em đi lại đói à? Chị nấu luôn nhá. Cắt đi nấu nhá. Nhưng mà em bé không ăn được cái đậu này đâu Vi ạ. Em bé nấu đậu này mà mặn nên là em bé chưa ăn được đâu. Em bé chưa uống sữa đâu. Chị nấu cho Vi ăn thôi nhá. Vi ăn riêng nhá. Ừ. Ra bàn để đấy nhá. Ra bàn để nấu. Để chị sơ chế nhá. Nấu với sốt cà chua nhá. À, đi ra bàn để nấu nhá. À, đi ra bàn chị cắt này. Ơ. Đúng không? Đây 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 chị bé. Ờ, chị bé. À em. À em bé ngồi đây riêng nhá. Đi ra ghế không? Đi ngồi đi. Không. Đi ngồi đây này. Ngồi xuống xin em bé kìa. Đi ngồi nè. À, xíu xíu nha, chỉ lấy cái đĩa. Lấy gì đấy hả Vy? Chị lấy gì đấy? Ha, cà chua là đây cho chị luôn. Còn một quả đấy. Ở đây là chị làm đậu hũ sốt cà chua nhá. Đậu hũ sốt cà chua cho đi ăn. Còn em mình uống sữa thôi. Vi đói à? À, Vi cũng đói à? À. Ok, giờ lên bếp này nấu nha. À, lên bếp này nấu. Thêm miếng cũng đấy, đúng rồi đấy xem. Vi ngồi chơi nói chuyện với em đi, tôi có trái.
Lấy đồ ăn anh đi ra. Đó, em bé từ từ. Từng đứa một, từng một. Nóng lên đi. Ngại em bé. Đây, cầm đi. Đây, Bibi đây. Con Bibi, chị pha sữa cho em. Đây, pha sữa cho em nha. Bé từ từ đi cho tí nào. Chờ tí nhá. Từ từ ấm đấy. Đây, để em xuống đi. Đấy, anh Bibi ăn xong nhỉ, anh Bibi. Đây, để múc múc thêm cho anh Bibi nhỉ. Đây, để lấy thêm cho anh Bibi nhỉ. Đấy, từ từ. Bibi này. Nay em bé uống nhanh hơn rồi này Bi. Bi ăn giỏi nhỉ? Hai đĩa rồi đấy. Không lấy nước cho Bi uống nha. Em chỉ cho em uống nước sữa đã. No rồi đấy. Anh đi ăn xong rồi. Làm chị dọn nhá. Đây là mẹ cho anh Bibi luôn. Rồi đổ xong uống nước nhá. Mẹ ăn, mẹ. Thế nhá, chị đánh nước đi. Thank you.
mì uống nước đi. Cảm ơn nhé.